đến với hội thi sáng tác video clip với chủ đề Hạnh phúc ngày trở lại trường, chào mừng kỷ niệm 39 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam. Trường Tiểu học An Bình với tinh thần giao lưu, học hỏi xin gửi đến tác phẩm dự thi mang tên An Bình Ngày Trở Lại. Để chuẩn bị cho năm học mới, Trường Tiểu học An Bình đã bổ sung, trang bị đầy đủ các cơ sở vật chất, tu sửa các trang thiết bị cũ, dọn dẹp phòng ốc nhằm đáp ứng nhu cầu dạy và học. Bên cạnh đó, trường cũng tổ chức tập huấn các chuyên đề bồi dưỡng cho giáo viên, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy. Đặc biệt là giáo viên lớp 2 khi đang thực hiện chương trình giáo dục phổ thông mới. Đội ngũ giáo viên trẻ, năng động, sáng tạo, mang trong mình đầy nhiệt huyết là một nét nổi bật và đầy tự hào của Trường Tiểu học An Bình. Năm học này quả thật là đặc biệt khi học sinh phải ngừng đến trường do diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19. Nhưng hơn hết, bản thân mỗi người giáo viên chúng tôi đều cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ được sao. Với phương châm ngừng đến trường nhưng không ngừng học, các thầy cô của Trường Tiểu học An Bình đã luôn trau dồi, không ngừng nỗ lực để mang đến cho các em học sinh những giờ học trực tuyến đầy thú vị và bổ ích. Tuy thầy và trò chỉ gặp nhau qua màn hình, nhưng hơn hết, trong lòng mỗi thầy cô, những bài giảng này đều là cả sự tận tâm, hết lòng với nghề. Không chỉ dừng lại ở những giờ học trực tuyến, mà các em học sinh còn được tham gia sinh hoạt lớp, sinh hoạt chủ đề qua các tiết hoạt động tập thể được thiết kế sinh động, hấp dẫn. Thời gian học trực tuyến là vậy, mặc dù các em còn gặp rất nhiều khó khăn, nhưng cùng với sự chung tay, chăm lo của ngành giáo dục thành phố và của ban giám hiệu nhà trường, hỗ trợ những thiết bị học trực tuyến kịp thời cho các em có hoàn cảnh khó khăn. Thế mới thấy, đâu đó xung quanh chúng ta vẫn lấp lánh tình người giữa những gian khó của hiện tại. Chúng ta hãy cùng nhau cố gắng, sẽ sớm thôi, thành phố rồi sẽ khỏe lại. Các em sẽ lại được đến trường với niềm hân hoan khôn xiết. Rồi thời gian tới đây, khi khoác lên mình bộ đồng phục mới, con đường đến trường xa lạ ngày nào bỗng hóa thật gần. Chắc hẳn các em sẽ rất vui, háo hức khi được trở lại trường sau những tháng hè đặc biệt. Niềm hân hoan, mong chờ khi được gặp lại thầy cô giáo, bạn bè. Những dãy lớp khang trang, bảng đen, phấn trắng, những góc phụ già hay từng hàng ghế thẳng tắp sẽ giang tay chào đón những người bạn cũ. Chắc hẳn sẽ mang đến cho mỗi người một cảm xúc khó tả. Vẫn nơi đây, thầy cô sẽ tiếp tục dìu dắt các em trên con đường tìm kiếm tri thức. Nhân kỷ niệm 39 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam, 20 tháng 11 năm 1982, 20 tháng 11 năm 2021, tập thể cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường quyết tâm dạy tốt, học tốt, hoàn thành sứ mệnh thiêng liêng để nâng cao chất lượng giảng dạy. Xứng đáng là niềm tự hào, tình yêu của các cấp lãnh đạo và nhân dân. Chúc các thầy cô luôn vui vẻ, tràn ngập niềm tin trong cuộc sống, thành công trên con đường dạy học của mình, gieo cho đời những mầm xanh tươi đẹp. Đoạn video dự thi của Trường Tiểu học An Bình xin được khép lại, nhưng chắc hẳn một hành trình mới phía trước tốt đẹp hơn sẽ chuẩn bị mở ra.
mọi người hãy giữ gìn sức khỏe và cùng nhau vượt qua mùa dịch thật an toàn nhé. Chúc hội thi thành công tốt đẹp.